Hồi ngủ khách sạn, hai đứa ngủ chung rồi làm gì đâu. Mỗi lần hai đứa quay mặt nhau nhìn là cười không? Là mắc cười. Trời ơi, nói đừng vượt qua lòng lễ giáo anh đi. Em tên là Phan Lê Nhật Cường, năm nay 32 tuổi. Dạ, Cường. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc em là gì Cường? Dạ, em bên kỹ sư điện anh. Tôi tưởng nhà thiết kế không á. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Ồ, điện, một bên văn phòng. Rồi sao quen nhau? Văn phòng tư điện à, không này qua sửa điện là gặp cô này đẹp quá quen nhau đúng không? Dạ. Rồi quen nhau là do dịp là trước em với lại anh vợ làm chung thì ảnh mời em là thôi nôi. Rồi lúc đó em mới đi thôi nôi ảnh. Thôi nôi con ảnh. Dạ. Trời ơi. Rồi xong rồi em lên em gặp trong buổi tiệc á, ảnh có nhiều em gái lắm. Mà người nào cũng đẹp đó. Cái xong đó là ảnh lại hỏi mày đông đứa em là mày thích đứa nào. Biết em nhát gái lắm. Nói, em người em thích mà lấy gì mà anh mà chỉ là mai được. Trong đứa nào tao cũng cho mày số điện thoại hết á. Cái em mới chỉ vậy đứng góc nhỏ nhỏ bên kia à. Cái ảnh nói nó em gái tao á. Cái em nói là anh xạo vừa thôi ai cũng em gái không biết vậy. Cái lúc đó cái ảnh nói là anh cho em gái tao thiệt mà nó em ruột còn mấy kia em trâu không à. Hay quá. Dạ rồi cái anh cũng mới cho số về cái em nhắn tin thì cũng hẹn gặp nhưng mà lúc đầu giờ không dừng gặp nhá, nó chừng nào quen đi gặp. Em nghĩ đầu không gặp mặt sao quen được. Nhưng mà lúc đó là Ngân có bạn trai chưa? Dạ chưa, lúc đó em cũng chưa có. Ồ. Rồi bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Dạ khoảng 6 tháng sau á. Ai là người chinh phục người? Dạ là vợ em. Là chỉ đó hả? Dạ tại vì em thấy anh tốt lắm, anh quan tâm dữ lắm. Đi làm, anh cũng thức dậy sớm, anh qua anh đón chở đi làm. Rồi ở cơ quan trưa thì không có cơm thì anh cũng mua đồ ăn qua cho ăn. Nói chung là anh quan tâm lắm. Ủa vậy là cái đó là anh chinh phục em chứ? Dạ không, nhưng mà tỏ tình thì vợ em tỏ tình chị. À thì tỏ tình là khác, chinh phục là khác. Chinh phục là khác và cái tỏ tình đó là khác nha. Có nghĩa là anh chinh phục em còn em tỏ tình với anh. Đúng không? Dạ. Cái tỏ tình đó như thế nào? Ừ, tỏ tình sao? Dạ, tỏ tình là do hai đứa ở ra bờ sông. Trước giờ em làm cái gì á, vợ cũng cảm ơn không à. Cái lúc nó nói thôi hành động đi chứ cảm ơn hoài à. Cái tự nhiên vợ em đứng ra giang tay ôm em giữa đông trong người luôn. Em biến thành luôn. Mà đã. Đã gì đứng đã. Biến thành luôn đâu biết làm gì. Lúc đó là em đã rất là mê cô này mà thích. Dạ thích đó. Anh nhưng mà tính em nhát thì em ít nói lắm. Thích dạ. Thì tâm mới tiền dạ, bỏ em... tiền bỏ công bỏ sức ra chỗ đi làm mua đồ ăn đồ. Mà chị hỏi là lúc mà em ôm ảnh á em có đã giống như anh không? Dạ lúc đó thì cũng ngại lắm mà tại ảnh nói là cảm ơn hoài hành động đi thì giờ mình không biết hành động gì hết thì mình cứ ôm ảnh đại thôi. Thì hai đứa coi như lúc đó là cái bữa là tỏ tình. Cái đó là tỏ tình là em tỏ tình trước rồi đó. Dạ. Cầu hôn đừng nói em cầu hôn không trước nha. Dạ không, anh cầu hôn nhưng mà em nhắc anh có cầu hôn không chứ em không cầu hôn trước đâu nha. Thì bữa đó anh nhắc ra phố đi bộ thì có một đám đông mà nhảy múa thì em cứ tưởng là người ta cầu hôn. Em nắm tay ảnh vô thì không phải người ta nhảy. Em mới nói ảnh là tưởng đâu cầu hôn. Cái anh nói vậy thôi giờ anh dắt em vô trong đó cầu hôn nha. Cái em nói anh xạo. Cái anh lôi vô thiệt, anh đừng vô lôi vô thiệt. Em nói thôi không vô đâu. Thì anh dắt mới ra đài phun nước. Thì lúc đó thì anh kêu nhắm mắt lại đi. Thì ảnh mới đeo nhẫn cho em. Mà anh nói lấy anh nha. Ôi dễ thương quá vậy. Trời ơi. Ôi ông nhát mà ông gan chứ ông đâu có nhát đâu. Em còn nói câu nữa, cậu hôn để anh cầu chứ đừng em dành luôn anh luôn mất phần luôn á. À vậy đó hả, dành trước đúng không? Ừ. Rồi có bị nước phun như ướt người không? Dạ không. Dạ. Này chị hỏi nè. Em quen bé này á là bé này nhỏ tuổi hơn em nhiều lắm đúng không? Dạ đúng. 10 tuổi, 8 tuổi. 8 tuổi. Rồi á là em yêu được bao nhiêu lâu thì em cầu hôn ta? Một năm là cầu hôn. Rồi em có làm cái gì chưa? Dạ không anh, dạ không chị. Cho tới ngày cưới luôn? Dạ tới trước ngày cưới là tụi em có đi chụp hình cưới. Mẹ em dặn con còn 2 tháng nữa thôi ráng nói chung đừng vượt qua lòng dễ đáo. Em cũng biết đó. Rồi cứ em im im. Cái xong rồi ba nói qua chở vợ đi thì ba vợ nói dặn với vợ là con cũng có đừng có vượt qua lòng dễ đáo. Trời vợ kể em cười mà từ đây ra tới Vũng Tàu luôn. Tức là hai đứa đều bị dặn dòi rồi bị dặn dòi hết á. Tới hồi ngủ khách sạn hai đứa ngủ chung rồi làm gì đâu. Mỗi lần hai đứa quay qua mặt nhau nhìn là cười không là mắc cười. Trời vợ em nói đừng vượt qua lòng dễ giáo anh đi. Ráng cầm cự tới sáng đi chụp hình em hết nguyên đêm sáng chụp hình được. Ráng cầm cự luôn. Không, cũng tôi nghĩ là cũng nhờ cái vụ mà vượt qua dòng lễ giáo đó rồi cười sáng đêm luôn mà các bạn có cái đêm tân hôn tuyệt vời. Dạ không.
Bây chị cuộc đời em đừng có đoán một cái gì trên cái cõi đời này hết trơn. Trời em đoán sao đúng không mà là không ừ. Tại vì sao vậy? Đêm tân hôn á là trước cái ngày đám cưới là anh bị bể cái đầu. Thì anh mai 3 mũi. Dạ nên lúc đó cũng không em không biết gì luôn. Tới lúc đó mà rước dâu về tới buổi trưa thì anh mới nói là em ơi hôm qua anh bị bể đầu, mai 3 mũi thì em mới biết. Tối ở nhà hàng thì em cứ sợ anh xỉu không à. Ừ. Thì tới tối á thì về thì đâu dám làm gì đâu, sợ dữ quá. Chỉ. Không phải, sợ em móc trúng cái đầu anh. Thì cũng phải một tuần sau đi Đà Nẵng thì em rồi em mới có đêm tân hôn. Vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, có nghĩa là giữ gìn cho tới giờ phút cuối con cũng 89 rồi mà vẫn còn bị chuyện gì. Ôi. Rồi sao? Cái tân hôn ở Đà Nẵng vui không? Dạ, vui không? Dạ, cứ bù. Có phải mất công khám phá nhiều. Dạ đúng rồi, bù từng lễ. Bù từng lễ. Bù từng lễ trước cưới. Trời ơi, một năm mấy tìm hiểu rồi chụp hình phủ chung đồ cầm tử rồi. Tôi nể nhất là cái điều mình vượt quá dòng lễ giáo rồi. Cầm tử mà tới sát luôn. Thì thấy vậy lĩnh quá đi. Trời. Có tự dân có chuyện gì vui không? Dạ có. Về ở với nhau rồi á thì tối á lúc mà hai đứa uống quýt á. Tức là lúc mà đụng thùng khua chảo đó. Dạ. Tối đó có cô bán chè thì cái cô đó tối cũng mới đi bán ngang nhà thôi. Thì lúc hai đứa đang cao trào á thì cô đó bán đi ngang rau là ai chè đậu đen không? Tự nhiên cái anh hỏi em ăn chè đậu đen cô này bán ngon lắm. Trời ơi. Để không? Đang lúc cao trào còn nghĩ tới cái chè đậu đen nữa. Tôi hận với bà bán chè. Có nghĩa là lúc đó em nói là sao? Thôi em không ăn đâu. Rồi xong tục xong luôn. Tục cảm xúc luôn. Tục cảm xúc luôn. Dạ không ăn chè cũng không làm gì hết, đi ngủ luôn. Vậy đó. Ủa sao tại sao tự nhiên em hỏi chè đậu dạ, đen vậy? Trước đó mấy ngày vợ em nói thèm chè đậu đen. Em tính gì vợ nói thì em hay nhớ. Mà cái gì ngon thì em mới mua cho vợ hay gia đình ăn. Cái lần đó cô bán chè cũng ngon. Tự nhiên em nhớ là giờ vợ thèm chè đậu đen chứ hỏi vợ ăn không. Trời. Mà nó nghe là tới giờ mà bán chè đậu đen nó còn không? Dạ còn. Vậy thì phải mốt phải me thôi thời gian biểu. Mỗi lần mà đi bán chè, tới giờ mới đi bán chè đậu đen là đừng uống quýt. Rồi bây giờ nè, anh thấy chồng em rất là hiền. Vậy thì về ở với nhau mấy tháng rồi thì anh có thật xấu gì không? Dạ anh kỹ tính, giống như là đồ đạc anh cũng kỹ lắm. Là xe cộ anh cũng kỹ lắm, đi đâu mà lỡ mà tối rồi khuya 12 giờ không vậy nữa. Xe dính dơ lôi xe ra rửa. Em nói là thôi xong để ra bữa sau về sớm thì rửa. Anh nói là thôi xe dơ mà anh đi anh ngứa ngứa chịu nổi. À. Dép mà để đi về mà có cái tủ dép á mà không để lên á để dưới thì anh nhắc hoài anh mệt. Anh nói giờ đứa nào để dép dưới là 10.000 đôi. Dạ em bị miết rồi, giờ hết tiền rồi, giờ em về là em nhớ đầu tiên là bỏ dép lên. Rồi. Còn tật xấu của bà xã em là gì? Dạ tật xấu của vợ em là lúc trước mới quen á, em qua là chuẩn bị sẵn lắm, lẹ lắm, còn khi cưới rồi á lề mề lắm. Thời tới hồi mà hẹn đi đâu là tới giờ cũng sàng qua sàng lại chưa xong à. Tại ngày xưa ta đi chơi có giờ không ơi. Đi được 2 tiếng đồng hồ ta phải lẹ tranh thủ. Còn bây giờ ở chung rồi thì khỏe luôn. Suốt luôn chứ đâu có cần lề mề. Còn gì nữa? Dạ cô là cũng trước là cũng hay nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo tới nỗi trong giấc mơ cũng nhõng nhẽo luôn. Con nhỏ mà. Nhõng nhẽo mà cống hít hít giống như chồng dỗ quen rồi cái ngủ. Là ngủ mà xong rồi nhõng nhẽo cứ biết hít, em tưởng gì đang khóc, em giật mình dậy. Em dỗ vợ vợ có gì không? Cái vợ nói không. Cái ngủ tiếp. Biết em quen rồi, đâu có giật mình nữa đâu. Chỗ dỗ ngủ vậy vợ. Vậy đó. Bé mới có 24 tuổi mà. Rồi, bây giờ em muốn Ngân thay đổi điều gì? Bớt lề mề là thôi. Bớt lề mề thôi. Chứ vợ em hoàn hảo rồi. Nấu ăn ngon lắm. 24 tuổi mà nấu ăn ngon là lắm hay lắm á. Còn vợ em chỉ muốn ảnh là bớt cái kỹ tính lại đi, rồi bớt khó tính lại xíu. Em cái kỹ tính á là em phải nên giữ, mà cái khó tính á thì mới cần sửa. Dạ. Khó tính quá thì là bớt khó tính lại một chút, nhưng mà kỹ tính là tốt lắm đó nha. Mai mốt con mình được nhờ đó. Dạ. Đúng không? Em bé nó rất cần sạch sẽ. Rất là sạch sẽ. Dạ. Đó, trời ơi hai người này dễ thương quá, đâu có gì đâu góp ý ha. Giờ chỉ biết chúc là hai người thiệt là hạnh phúc nè. Trời ơi. Mong em bé hả? Dạ. Đây. Rồi. Chúc đi. Rồi, xin chúc cho Cường với Ngân sau chương trình này về ha. Hai vợ chồng sẽ có một cái dịp nào đó gần gũi nhau ha. Dịp gì tối nay liền cái dịp gì nay, bà nội nay, cái ông mụ bà mụ này thích thích. Rồi tối nay luôn phải không? Rồi chúc cho Cường với Ngân tối đêm nay về nghe. Và
làm gì đó không biết ha. Và 9 tháng 10 ngày sau sẽ có một em bé thiên thần xuất hiện. Chắc chắn là có luôn. Và em bé nó sẽ khỏe mạnh, tháo khỉnh và xinh đẹp như ba và mẹ của nó. Em tên là Phan Thanh Khải, năm nay 30 tuổi, hiện nay là giáo viên. Cấp mấy? Dạ, em hiện nay là em dạy giáo viên cấp 2. À, vậy. À, Khải có cảm thấy thoải mái không hay là có hồi hộp? Dạ, cũng có hơi hợp. Hơi hồi hộp đúng không? Cho ông chàng pháo tay cho hồi hộp. Khải về môn gì? Dạ, em dạy về địa lý vậy chị. À, địa lý. Khải là ở Sài Gòn hay là ở đâu? Em ở Sài Gòn luôn anh. Ừ, ở quận mấy? Dạ, em ở huyện Bình Chánh. Huyện Chánh, ừ. Rồi, con em? Dạ, em là Lê Thị Bé Tư, em 30 tuổi. Em cũng là giáo viên nhưng mà em vẫn còn dạy ở Long An. Ồ, dạ. Ủa vậy hả? À, Bé Tư. Dạ. Ủa, rồi hai người là yêu xa hả? Dạ. Ở Bình Chánh với Long An. Cũng gần á anh. Cũng gần đúng không? Dạ, gần. À, hai chồng hiện giờ ở đâu? Dạ, hai đứa em thì ở Bình Chánh. Có nghĩa là hai người đi dạy về xong rồi về Bình Chánh ở. Dạ đúng rồi, em thì đi xuống, còn ảnh đi lên, cái về thì về chung. Giữa. Dạ, đúng rồi. À, giữa. À. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nào? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là ở trên fanpage hẹn hò anh. Fanpage hẹn hò? Dạ. Có cái fanpage đó không? Fanpage bạn muốn hẹn hò. Bạn muốn hẹn hò anh. Ủa, là tụi em đang tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò rồi. Đúng không? Tụi em chưa có được lên sóng mà tụi em chỉ là tàu ngầm ở trên fanpage thôi. Dạ, rồi xong rồi tụi em mới chat riêng bên ngoài. Trời ơi. Chưa lên chương trình mà đã coi như là đã cưới nhau rồi. Tại vì đây tụi em cũng làm hồ sơ nữa mà em chào hoài không có thấy cái chương trình gọi. Gì đó hả? Thế là em tự lên fanpage tự chọn. Rồi chọn vậy đó luôn. Hả? Dạ. Nhiều khi đó là ý trời đó. Ý trời đó, nhiều khi lên bạn muốn hẹn hò lấy ông khác thì sao? Dạ. Hả? Rồi, gặp nhau lần đầu tiên thấy ảnh thì sao? Lần đầu tiên là em thấy ảnh không có đạt chuẩn, em cho ảnh chỉ có điểm 3 thôi. Trời ơi. Tại vì em thấy một là ảnh ốm, hai là mắt cận, ba là bị hô, bốn là răng không đẹp. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy thế? Rồi, còn em thì ấn tượng ở Bé Tư thì như gì? Có phải là từ cái tên không? Nói chung là chưa có biết tên con này là Bé Tư gì cả. Để giữ là Lê Tư. Tên của diễn viên Hồng Kông. Dạ đúng rồi. Đó. Nhưng mà lúc em gặp thì em ấn tượng em sao? Nói chung là cô này thì nhỏ nhắn, đẹp và có hình tượng thì giống như Cẩm Ly chị. Tại vì biệt danh của Cẩm Ly là chị Tư nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ bao lâu thì mới là hẹn hò với nhau? Mới đầu chat với nhau được 1 tháng, sau 1 tháng sau là thấy được là đã gọi nhau là vợ ơi chồng ơi rồi. Ừ. Nhưng mà gọi trước đi rồi gặp rồi tính sao. Rồi sau đó hơn 2 tháng là tụi em gặp nhau. Rồi cái tại vì ảnh ở nhà ở Bình Chánh, còn em ở Long An, tụi em quyết định là gặp nhau ở Long An. Thế là ảnh đi xe buýt tới bến xe Long An, rồi ảnh thuê khách sạn ở Long An. Rồi tối cái em giải xong, em xuống dưới khách sạn em gặp ảnh. Sao mà hai đứa dẫn nhau đi ăn không phải, em đứng bên ngoài khách sạn đợi ảnh. Mới chồm lên thôi, có làm gì đâu trời ơi. Nó mới chồm nữa. Vậy là có nghĩa là bạn này là theo dõi cái chương trình này nhiều nè. Mới biết cái thái độ của trời anh. Trời ơi. Chuyện đúng không? Anh Bin là gian lắm. Chồm lên cái là tính làm cái gì đó là phải nói liền. Rồi cái em mới đợi bên ngoài khách sạn, rồi ảnh xuống, rồi hai đứa em mới chở nhau đi ăn. Xong rồi mới đi nói chuyện. Thật ra là ban đầu là gặp ảnh là hơi nản rồi, tại em thấy 3 điểm rồi. Nhưng mà vậy thì kỳ quá. Rồi sao? Dạ vẫn đi ăn. Đi ăn xong rồi đi vô công viên nói chuyện. Ừ. Xong rồi ngay lúc nói chuyện thì sao chồng nhớ? Ngay lúc nói chuyện sẽ ra chuyện gì? Lúc đó quen vợ em giờ nè, thì em có quen một người nữa. Thì lúc đó thì em đi á thì em không nói người kia. Cái người kia nhắn tin hỏi em ở đâu thì nói em đang đi chơi. Cái sau đó thì cái vợ em á thấy điện thoại á reng á, giật máy nghe, nói hỏi người kia là ai. Rồi xong đó cái giận nhau luôn. Gian xạo lắm anh. Giận nhau luôn. Dạ, tại vì lúc ban đầu á là đang cầm điện thoại vậy nè, cái xong cái tự nhiên em thấy tin nhắn tới là anh đi chơi ở Long An vui không anh. Cái xong em nói quá tự nhiên kêu anh không ha, cái em hỏi ai vậy, cái anh nói đồng nghiệp. Mà em biết không phải đồng nghiệp, tại đồng nghiệp thì sẽ gọi là anh Khải hay gì đó ha. Cái này anh ơi anh đi chơi vui không anh. Là em bực rồi, cái em mới nói là ai. Cái ảnh im hoài luôn, cái em mới nói là thả thính thêm một người nữa hả. Cái ảnh im, cái xong cái em mới bảo ảnh là bây giờ gọi điện ngay cho cô đó, nói cô đó là bây giờ anh đang đi chơi với bạn gái. À nói trước mặt em như vậy á thì mới được, còn không là em bỏ về ngay lập tức, không đưa anh về khách sạn luôn. Gọi.
mà lúc đó em cũng dự định trong lòng rồi, là anh gọi không thì em cũng bỏ ảnh thôi, tại vì chàng này gian xảo quá mà bắt cá hai tay. Nhưng mà em cố tình làm vậy để cho ảnh là vừa chia tay với cô kia mà vừa bị em bỏ mất cái chuyện. Dạ đúng rồi, em tức mà quá, em hiền quá. Xong rồi gọi xong rồi em nói rồi bây giờ là em chở anh về khách sạn ngay lập tức, rồi em không thích người bắt cá hai tay gì đó. Thế là em chở anh về khách sạn, nhưng mà em vẫn rất là tức trong lòng, em tức lắm mà em khóc dữ lắm nha. Tại vì hồi đó giờ em chưa có ý định quen ai mà cũng chưa yêu ai, nhưng mà lúc mà nói chuyện với anh này á là em thấy hợp tính, cho nên là em cũng định chọn ảnh rồi. Em tức quá thế là em ngồi em khóc, cái em thuê cái phòng sát bên phòng của ảnh luôn. Trời. Không có gì anh, em thuê trong đó em ngồi em khóc thôi, ảnh đâu biết là em ở cái phòng đó đâu. Xong rồi cái sáng hôm sau cái ảnh đi về trước em nữa, xong rồi anh trở lên Sài Gòn em về nhà, tưởng đâu rã rồi. Sau đó tự nhiên cái ảnh lại năn nỉ lại, với lại em cũng nghĩ tới cái tình huống là ảnh cũng nhiệt tình gọi điện cho cô đó đó, nói là đừng nhắn tin cho Khải nữa, Khải chọn được bạn gái rồi. Em nghĩ cái yếu tố đó em cũng thấy là chắc anh này cũng nghiêm túc với mình. Dạ thế là em mới cho cơ hội rồi hai người mới tìm hiểu tiếp. Rồi sau đó thì coi như là không có chuyện, không có cái có gì quê là... đúng không, quê đúng dạ, không cái gì gọi là ngăn cách hai đứa nữa đúng không? Ôi dồi ôi còn đầy vậy chứ. Tại vì anh không bỏ được cái tật của anh. Cái này lạ ghê nha, anh ghiền lên mạng chat mà anh ghiền nói chuyện với con gái lạ khi vé. Tại vì cái số em giống như là dạng đào hoa anh ơi. Trời ơi. Khổ quá. Chưa có ba điểm đào hoa. Cổ cho mình 3 nút mà với mấy cô kia là em là 9 nút rưỡi thôi mấy chợ. Rồi sao nữa, rồi sao nếu mà khi mà em biết ảnh như vậy rồi sao nữa? Cũng quen nhau một khoảng thời gian nữa nha, là khoảng 5-6 tháng gì lận. Em vẫn còn nghi ngờ ổng lắm, tại vì thấy ổng hay lên mạng chat này kia đó. Em mới nói với ổng là Zalo với Facebook là để hình của em rồi, nhưng mà khi nói chuyện với em bằng Zalo là Facebook vẫn phải mở, tại vì em sợ anh sử dụng Facebook khác, tán gái khác, cho nên là Facebook vẫn phải mở hoài vậy đó, nhưng mà nói chuyện với em bằng Zalo. Cái xong cái hôm đó tối vẫn nói chuyện với em bình thường, tự nhiên cái nói với em á là bây giờ anh mệt rồi anh ngủ một tiếng nha. Cái em cũng dạ, vậy anh ngủ đi. Sau cái nói với em là khoảng 8 giờ thì anh trở lại nói chuyện với em, mà em nhìn trên Facebook á cái nick ổng sáng hoài luôn, sáng mãi luôn, là em cũng hơi nghi mà cũng nghĩ là chắc ổng ngủ rồi mới ha. Cái xong cái em lập một cái nick khác hoàn toàn á, cái em mới nói chào anh Khải, cái tự nhiên anh trả lời là biết ổng không ngủ rồi. Tức là không ngủ rồi. Em cũng không nói gì hết trơn á, cái tới 8 giờ rưỡi mới nhắn lại cho em là anh xin lỗi anh vừa mới ngủ dậy. Là em biết gian xảo là lừa dối mình rồi. Dạ. Cái xong cái em mới nói nãy giờ anh ngủ hả? Nãy giờ anh ngủ. Vậy thôi cũng không nói gì. Sáng hôm sau là tụi em hẹn nhau đi ngôi nhà cổ ở Long An chơi. Cái không nói gì tới chuyện đi chơi luôn. Cái em mới làm bộ nhắn là thôi hôm nay em mệt rồi không đi chơi nữa. Cái anh ok. Cái em cũng lại nghi là ngờ rồi. Ai có ngờ hôm đó chị biết sao không? Hẹn với cái cô nào á đi xem phim. Ghê gớm chưa? Ủa mà sao biết cái cô phim vậy? Tại vì anh biết sao không? Tự nhiên á cái đang nhắn tin cho em, nhắn tới tấp, cậu cũng nhắn tới tấp, kéo cái lộn tin nhắn của kia qua cho em. Trời ơi, em hay dữ nè. Tự nhiên vậy đó. Tự nhiên cái nói là anh đang chat với anh đang nói chuyện với em chứ anh có ngủ đâu. Cái xong em mới nói nãy giờ em đâu có hỏi anh có ngủ không đâu. Cái tự nhiên anh nói là ủa tin nhắn ngày xưa em nhắn cho anh, tự nhiên giờ nó qua lại cái anh trả lại như vậy. Cái em mới chừa đường cho ổng, em mới nói dạ chắc vậy đó, vậy giờ anh chụp lại cái tin nhắn đó gửi cho em đi coi là cái tin nhắn ngày xưa em nhắn làm sao. Cái làm thinh luôn. Cái em mới tiếp tục là anh ơi chắc là tại mạng tổng đài nó bị hay lỗi gì đó, chắc là tự nhiên nó mất tiêu rồi hả anh. Cái tự nhiên nó mất tiêu, em cũng không nói gì hết trơn á. Cái một hồi lâu ơi là lâu, cái ổng mới lấy một số điện thoại lạ ơi là lạ luôn nhắn cho em, nói là anh lấy điện thoại của Dượng nhắn cho em, em đừng gọi lại số này nha. Đó cái em mới lấy máy của em nhá ngay cái số đó, không bắt máy thôi em cũng nghĩ chắc là số của Dượng thiệt. Tối đang nằm ngủ tự nhiên cái là lúc đó đi coi phim với ả kia về rồi. Mà ả kia là chắc cũng gian xảo giống như em, chắc cũng lanh lợi như em vậy. Cái tự nhiên cái thấy cái số điện thoại em nhá qua đó, cái tối search lại trên Zalo, cái nói chị bé Tư, chị ơi chị là gì của anh Khải, em nói bạn gái. Cái xong cái em cũng là bạn gái của anh Khải này chị, ảnh mới đi chơi với em về. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, có chị nhìn lầm ảnh rồi Khải ơi. Nhưng mà mai là nhà vụ đó nên mới em mới ép cưới được. À vậy đó. Tức là em nói là để lợi trừ mọi khả năng xảy ra, bây giờ nếu mà anh có thương em thật á thì anh phải cưới em thôi. Còn cái giống như là anh cũng giải thích cho em á, anh giải thích sao nói mọi người nghe coi anh. Trời. Tại vì không nghe ông nói gì. Sao vậy? Thì nói chung là cái tính em hay nó như vậy anh. Thì nói chung là em cũng sau cái những vụ đó thì em cũng xin lỗi bà xã rất là nhiều.
Đó, những cái Facebook xóa luôn rồi. À, bây giờ còn không? Nói chung là hiện nay còn hai cái, một cái là vợ em đang sử dụng, bây giờ một cái là của em. Nhưng mà anh hỏi là giờ cái tính nào qua còn? À không còn anh. Bé Tư không? Dạ hết rồi chị. Dạ. Trời ơi, cỡ này mà dám còn à? Không, nhưng mà cái thời điểm mà Tư bắt gặp em có hai cô vậy đó rồi thì em xử lý sao? Nói chung là tâm trạng nó rất rối. Nhưng sau đó em thấy á, cô này á, tuy là thấy ghen thiệt, nhưng mà em thấy là người phụ nữ phải ghen như vậy á mới bảo vệ được cái người bạn đời của mình. Thì thôi em cũng chia tay cô kia. Tại cái cô thứ hai á là cái cô cũng quen mấy trước rồi, rồi sau đó mất liên lạc đi. Tự nhiên sau mới biết được cái fan em. Mới nhắn tin lại fan em là giống như đi chơi thôi. Chung là người cũ gặp lại. Đó, nhưng mà quyết định chọn cô này là em giữ chồng kiểu đó đó. Em ghê lắm chị ơi, em là bố khổ và nạp ấm vô gói. Nạp ấm vô gói. Em có nói sao em nạp ấm vô gói. Ông thiên luôn. Thôi nghe nè, rồi thì là quen nhau bao lâu thì cưới? Cũng gần một năm anh. Một năm. Dạ. Cưới được 6 tháng. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cưới nhau về. Ngoài cái tật xấu ra đó không? Tật xấu ngoài cái tật đó đó. Ngoài đó, cái tật đó đó. Nhắc lại nữa. Còn giờ đây còn nhiều tật xấu không mấy Tư? Em thấy ảnh còn tật xấu là mê game vậy lắm. Tức là giờ không có mê gái trên mạng mà mê game. Nhưng mà giờ em có thể chấp nhận được. Tại vì nhiều khi ổng thích chơi game thì để ổng chơi game. Dạ. Thứ hai là ổng có tật xấu là không có đánh răng. Không có chịu đánh răng buổi tối. Không đánh răng buổi sáng thì có. Tại vì lý do không? Hai vợ chồng em có gì cũng làm chung hết á, giặt đồ cũng giặt chung, nấu ăn chung, mà có mỗi việc là đánh răng là em đánh răng của mình à. Em mới thấy lạ, nó ủa tại sao lúc nào mình cũng đánh răng của mình à, cái em mới để ý là phát hiện là chồng em không có đánh răng buổi tối. Rồi bây giờ tới em đó. Vợ em thì cái tật xấu là hay cầm điện thoại anh. Về nhà cái cầm điện thoại, không biết là Zalo hay Facebook, ai cứ nhắn tin nói chuyện á hay gì đó cứ lên xem. Rồi hay là lải nhải nhiều lần anh. Lải nhải có nói nhiều không? Ổng nói nhiều mà cứ lải nhải, cứ một câu chuyện đó nó hoài. Thì em cứ hỏi ổng là ai sống chung với anh cả đời, anh biết không? Ai sống chung với anh cả đời, anh có thương vợ không? Ngày nào cũng hỏi. Ngày nào cũng nói vậy. Không, nhưng mà bé này mà lải nhải cái này dễ thương. Vui với thương thiệt á. Đúng là bé Tư luôn á. Dễ thương. Dạ. Nhưng mà em có bực không? Hay là em thấy nó dễ thương? Chứ chị thấy Tư nó dễ thương. Đúng vậy đó. Thì nói chung á, em á thì nhiều khi cũng bực. Nói chung là em mặt cũng hình sự nhưng mà em cũng không có giận vợ. Thì không có giận vợ. Nói chung em cũng trả lời, em hỏi trả lời vui vẻ. Cái mồi này là cãi lộn là không bao giờ cãi lại bà bé Tư. Kèo dưới chắc luôn à. Rồi, mong muốn thay đổi của em là gì? Mong vợ là bớt cằn nhằn hơn. Và sử dụng điện thoại là có lúc có chỗ giảm bớt. Mà bé Tư muốn thay đổi. Em muốn chồng thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em thay đổi là vợ thích, vợ có sở thích gì chồng nhớ không ta? Sở thích của vợ em á, cái rất đặc biệt không? Đếm tiền á. Đúng nha. Em có sở thích đếm tiền. Đếm tiền với mua vàng anh, cái hai này. Em nói với ảnh á là sau này lãnh lương đưa em trước đi, em ngồi em đếm cho đã rồi em dẹp rồi em đếm nữa, đừng có bỏ vô tài khoản. Mà nói hoài anh không chịu. Vậy hả? Anh nói đếm làm gì, trong khi em nó đếm tiền của học sinh em thu về á, một sấp vậy nè, chị em mộng đếm hoài luôn. Là như em đếm xong mà đủ rồi, nhưng mà em vẫn thích đếm đã, xong bữa sau mới đem đi nợ. Cái chỉ tay của em nó có mòn gì vậy? Nha. Nói là lấy tiền không đâu có xài được đâu. Đếm xong rồi đi vô trường. Đáng lẽ phải làm cái thủ quỹ đó, đó em phải đếm đã luôn á. Dạ, rồi em muốn chồng em là bớt nghiện game lại. Tại vì em sợ mắt ảnh bị cận đó. Đó, dạ. Hiểu chưa? Sâu xa là có vấn đề đó. Dạ. Thôi bây giờ vậy nè, chị nói là hai đứa mới lấy nhau 6 tháng thôi đúng không? Dạ. Bây giờ chồng bớt chơi game lại thì vợ bớt coi điện thoại lại. Đúng dạ. Không? Quê. Hả? Vậy đi giữ sức khỏe lại của em bé. Bớt game, dạ. Bớt điện thoại là mới chơi cái khác được chứ. Chơi gì? Thì có nghĩa là mình chơi một cái thì đó kệ người ta đi, chơi gì mà không có em bé đó. Đúng không? Dạ đúng. Nè, rồi chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng cười tươi như hoa thế này và hạnh phúc suốt đời suốt kiếp nha. Dạ, cảm ơn. Rồi cảm ơn hai đứa nha. Cũng rất là công việc của em rất là hợp đồng. Em bằng công việc tự do thì em quyết định là Sài Gòn để làm quá. Nhưng mà bạn ấy có gợi ý là em vào Sài Gòn làm việc chung với bạn ấy không? Không, cái này em cũng. Thế giờ vào thì lúc nào mình gặp lỡ lúc nào? Gặp đáo được hả? Gặp thấy là chị với ông Hải là cứ lão. Gặp đáo được hả? Là thời nào? Thời điểm năm 2013. Đúng rồi.
tầm 10 năm trước. Thì lúc đấy em cũng nghỉ bóng đá rồi. Vợ chồng cũng ra ngoài kinh doanh được 5-2 năm. Tức là vào trong này là hai vợ chồng làm là lúc em vào đây là không có việc. Không, em vào em có đi đá bóng mấy đội nữa. À, là vào đây là đá trong trong Nam này, đúng không? Nhưng mà hai vợ chồng có kết hợp làm ăn chung với nhau, còn công việc thì không? Lúc đấy vợ em mở quán bánh cuốn. Nhưng mà lúc đó là cưới chưa? Cưới. 21 vợ em cưới. Như vậy là các bạn quen nhau bao lâu thì cưới? 5 năm. Có nghĩa là 3 năm là em yêu xa. Dạ đúng rồi. Xong là vào trong này là cưới luôn. Ba năm là yêu xa, xong rồi bắt đầu vào, xong rồi anh lại đi ra ở Khánh Hòa anh đã bóng được gần 2 năm nữa, xong bắt đầu thì em mới cưới. Là ở Trần Sơn luôn đó hay là là chưa cuộc đời em còn đang bạc nhiều nơi lắm. Thôi mình kể cái giai đoạn nào khó khăn nhất đi. Cái giai đoạn nào mà nó kỷ niệm mà lang bạc nhiều hơn đấy. Gặp Lão Hải vợ là buồn cười nhất là cái lúc đó là sao rồi? Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà tụi em đang hướng hiểu rất là khổ. Là tụi em là cũng là kinh doanh, xong rồi tức là khi mà tụi em lấy nhau thì là bắt đầu chồng em đá bóng được 1 năm nữa là bắt đầu chồng em thất nghiệp. Cái năm 2012 năm khủng hoảng của bóng đá. Thì lúc đấy em mới sinh con được 11 tháng thôi. Thì là em bảo bây giờ tôi chết rồi, chồng mà thất nghiệp như vậy thì mình còn con gái nữa. Thế em bắt đầu tôi quyết định là mở quán bánh cuốn để mà còn có tiền trang trải rồi phòng lỡ khi mà chồng em có thất nghiệp ấy, thì là sẽ có tiền và đảm bảo sinh hoạt cho gia đình. Thì cái thời điểm đó là tụi em kinh doanh rất là thành công, rất là tốt. Nhưng mà sau này em để lại cửa hàng cho chị gái em, xong rồi em đi lên cho chồng biết em làm. Thì 6 tháng đó em làm không thành công vì em mở bóng bắc nhưng mà không người Hoa. Bóng bắc cũng không phải người Hoa, nó không liên quan gì đến nhau. Chả liên quan gì. Xong em lại thuê cái mặt bằng nó buổi tối nữa, còn ban ngày khi khu văn phòng thì người ta bán cơm bán đồ hết trơn rồi. Em ăn buổi tối thì nó vắng, là vắng, nó không có khách. Là bán bánh cuốn luôn. Em lại không ăn bánh cuốn nên làm bánh khác. Bóng bắc không bánh cuốn. Cái điểm đó bắt đầu treo bánh đậu là bắt đầu em bánh đậu. À. Dạ. Nhưng mà cũng không thành công. Em làm nó 6 tháng thì bắt đầu em nghe bạn bè dụ, anh em dụ là thôi em đi lên trên sân bay đi, khu đấy thì anh em nhiều rồi người Bắc nhiều, tập lên trên đó thì ở trên đó thì hầu như toàn người Bắc thôi, lên trên đó là làm hợp lý. Thuê nhà Lão Hải làm hay sao? Chưa. Thế là bắt đầu em lên trên đó em thuê một cái tầm khoảng 45 triệu một tháng cách đây. Wow. 2013. 2013 mà 45 triệu. Vâng. 2013. Là em muốn nguyên cái nhà luôn hay sao? Em muốn nguyên cái nhà đấy. Là mình mở nhà hàng hả? Vâng. Nhưng mà cái thời điểm đó tụi em còn non kinh nghiệm quá, nhà không ra nhà hàng mà quán không ra quán nó bị lỡ cỡ ấy. Thế là thành ra là tụi em rất là vất vả cái thời gian đó. Em làm 6 tháng mà hầu như là tiền lúc ấy tiền vay tiền mượn không à. Đâu có tiền mà hai vợ chồng còn một ít là lo kinh doanh. Này kia là cũng mất mát nhiều rồi. Thế là em ngồi em cộng vào đến lúc mà 800 đến 900 triệu rồi. Bắt đầu tay em run lẩy bẩy thế này chị Phân. Là có nhớ không? Bớt, cái lúc đấy đã có sao là lâu mấy tháng lâu rồi em lâu rồi không có lời á gật đầu không em lố, tức là thôi em sợ quá em đóng sổ lại em không cộng nữa. Xong bắt đầu em kệ thôi, em buông xuôi cứ tới đâu hay tới đó thôi. Thì vô tình hôm đấy là thầy Hải đi qua quán của em. Lão Hải đi đến đây à? Vâng dạ. Tức là một người bạn của anh cũng dẫn thầy qua bên quán em tới thì ngó nghiêng nghiêng thì nhìn lỗ bao nhiêu rồi nói mau. Thế là thầy không hỏi gì, thầy hỏi lỗ bao nhiêu rồi nói đi. Lão Hải hỏi hả? Là thầy Hải nói lắm, Lão Hải giỏi lắm, thầy cũng kinh doanh và thầy cũng biết. Thế là em bảo là cái bà với thầy là em lỗ chắc gần tỷ thôi thầy ạ. Thế thầy mới nói em là thôi dẹp sang đi, sang được bao nhiêu thì sang, bây giờ đi về bên chỗ tôi ở đầu hẻm nhà tôi một quán bán chân gà nướng, 10 nhân viên, mỗi đứa cuối năm vác một cái xe máy đi về, còn lại bao ăn bao ở hết, tháng nhà người ta bỏ ra 100 triệu bỏ túi. Em bảo tôi không biết thầy có mới điêu không chứ làm gì mà bán chân gà mà bây giờ 100 triệu một tháng mà lợi nhuận mà chân gà bây giờ mà ai còn ăn nữa. Thế là buổi tối em mới quyết định em đi ngang qua thử cái chỗ mà khu nhà thầy. Trời ơi, em thấy 3-4 quán, chị Vân ơi, quán nào cũng đông chị đen. Chị ăn rồi, chị ăn. Tại cái đợt đó là tụi chị là quán nào cũng đông đen. Anh biết cái đợt đó là anh cũng là cũng hay ngồi. Tại vì chị là ngay sau đó chỗ đó. Em biết cái nhà Lão Hải là chị đã ghé ăn chân gà mấy lần rồi. Là thôi, anh không biết là tại sao mà chân gà bây giờ người ta bán lại đông như thế. Em đều quyết định sang liền. Em sang liền tiên tay luôn. Sao
xong bắt đầu em sang lúc đấy tầm 400 triệu. Coi như là lỗ còn 500. Trắng 500 mà ừ, là đúng rồi ạ. Ui giời, lỗ trắng 500 luôn. Có nghĩa là vẫn còn lỗ 500. Vẫn còn lỗ, vẫn còn lỗ tiếp. Nhưng mà em phải dặn lại một ít để em qua đây chỗ nhà này hả, em thuê nhà. Em thuê một cái căn nhà trong hẻm. Xong bắt đầu em ra bày bàn ghế dọc cái hẻm của người ta. Em không hỏi xin phép ai cả, em cũng liều lắm. Em để đại ra thôi thì em nghĩ có thầy bảo kê em rồi. Thế là em cho họ tới lên làm bạc làm biết gần như kiểu đúng rồi ý của là của nhà đất ấy. Nhưng mà vừa làm đấy chúng tôi trưởng ở đâu đây hai chị để ở đâu đây mà tới đây mà nhảy mà sống cái này mà làm như thế nào đấy. Đó bắt đầu công an tới rồi mọi người nói chung công an tới không cho tụi em làm. Thế là bắt đầu cái thầy lại giúp đỡ, thầy lại ra tay cho tụi em. Thầy lại bảo tôi nó chồng cầu thủ nó giữ viên bây giờ về nghiệp lỗ ở bên kia cả tỷ cả thương cho nó làm đấy. Đấy là chúng đội trưởng lại im cười nhau mà cái xong nói thì người ta không biết được, người ta mới cho, người ta không làm khó làm dễ chứ. Thế là bắt đầu kể từ đó là như là cô chú ở trong xóm cũng rất là tạo điều kiện cho bọn chồng em làm ăn, không có ai khó khăn gì hết. Làm ngon luôn, thế là khai luôn đi. Rồi thì tụi em cũng trả được hết nợ rồi, vợ chồng con cái cũng làm ăn rồi, cũng có trả lời thì mới thuê cái chỗ bây giờ hay là mua được mua đất luôn rồi. Đã không. Bây giờ là đã có nhà chưa? Thì tụi em chỉ mua được đất thôi chứ tụi em chưa có nhà. Nhưng mà cái quán đó, nhưng mà cái bây giờ là đang hoạt động ở đang là cái quán hay là nhà hàng? Không, chỉ là cái quán. Cái quán là cái chỗ chân gà. Là hôm nào chị mới học sinh mới ngồi ăn ở đây. Có khi nào mà chị hôm đó chị ăn bên nhà em ở đó đúng không? Đâu gọi là vợ vô nhà ông Hải ăn, có ngồi. Hôm đấy học sinh chị xong chị đến đúng rồi, đó là hôm nào đó anh em lên ăn. Anh lâu lắm rồi, hơi bị ngon đấy. Lâu lắm rồi không ăn chân gà mà khu vực sân bay chị. Hơi bị ngon đấy. Hồi xưa là ăn là hầu như là tuần nào ăn đúng rồi. Tức là cách đây này cái quán này là hôm mà công chúa Ngọc Hân xong rồi á là đặt thằng Hải con Mỹ Sơn quán Minh đấy, vâng là nó đặt. Món chân gà ngon lắm. Thôi đừng kể nữa, để em đặt tôi lên. Tôi lên lại. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà khó khăn như vậy á thì là ông xã em á là có phụ vợ, có đồng hành cũng vậy. Có hai chồng lăn vật ra mà làm chứ. Có không? Dạ, là bất chấp luôn. Em thấy ảnh như thế nào? Đây này, tôi lên, tôi lên ăn này. Không ai biết, nhưng mà cái giai đoạn trước kìa, cái lúc khó khăn kìa. Thì là, tại vì thường là cầu thủ nổi tiếng mà. Thì khi mà bây giờ bưng bê phụ giúp vợ thì hỏi là có cái là mình đang cầu thủ người này xong thì đó bưng chân gà trong tô hương à đó là không ngại gì đâu, vì vợ sai là như đọc thiên lô mà vợ sai gì là quá nhiều. Vậy thì bây giờ ở nhà ai là người chế biến chân gà, chế biến tất cả các món ăn? Là thực ra thì là ở quán của em á là mọi thứ là về chế biến này, về ra món là em làm hết. Còn sau khi em làm rồi em bàn giao lại công thức cho bếp thì là bếp cứ thế mà làm thôi. Nhưng mà cái chính là em vẫn phải quản lý và em vẫn phải ở đó. Món ăn tất cả mọi thứ là em phải phụ trách. Còn chồng em thì phụ trước, phụ mạnh luôn á. Thôi bây giờ là nói chung là bây giờ là hai vợ chồng là cuộc sống là ổn rồi đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ổn rồi. Và thật ra là cũng nhờ có sự xuất hiện của thầy Hải đúng lúc luôn. Ừ, đã cải thiện được đấy. Ý tôi về cũng nhắn cao tay chút nữa. Ý tôi về tôi nhắn Zalo rồi cảm ơn Hải ơi, Hải ơi. Đó. Thôi bây giờ chút nữa đó, khi mà chia tay đó, trước khi chia tay đó, anh nghĩ là hai vợ chồng nên có một lời với thầy Hải nha. Thôi bây giờ chúng ta tới cái phần mà nó hấp dẫn nhất trong cái chương trình này. Là đặt hôn nhân. Không, đấy. Đúng rồi, sau hôn nhân. Vỡ Hà Gia. Tập xấu nó lòi ra đó. Vỡ Hà Gia những cái đó. Mà yêu không hề thấy. Đó. Ai kể trước nào? Khoan, nhưng mà hỏi là hai vợ chồng mình có mấy đứa con rồi chứ? Dạ, thì em có hai cháu. Một cháu nay 11 tuổi, một cháu chuẩn bị sang người. Là 51 đấy ạ. 51 luôn. 22 và 23. Như vậy là trong cái giai đoạn khó khăn nhất là hai bé đó ra đời. Đấy, một đứa người. Đúng không? Đứa đầu thì đúng không? Thì lúc mà anh còn nhớ là vừa sinh ra xong là phát hiện là lỗ. Đúng rồi ạ. Tức là em sinh bé, tức là trong giai đoạn em vừa sinh bé được 2 tháng là em để ra làm quán. Đó, làm quán. Không làm quán được khoảng chừng 6 tháng. Phát hiện ra là lỗ gần tỷ. Thì là lỗ bên chạch. Lỗ đâu? Từ lỗ cả lỗ. Rồi bây giờ đó, tới phần này đó, ai là người kể trước? Nên cho chồng kể trước đi, em kể trước đi em. Xấu của anh có nhiều không? Dạ. Tật xấu ạ.
Chắc yên tâm luôn. Nghĩ ra được. Nói sao cho nó đủ. Sao cho đủ tức là nhiều lắm ạ. Thôi bây giờ mình nóng tính lắm. Nóng tính. Nóng tính cực kỳ. Đấy chị cũng cảm giác thế. Máu lên não cực nha. Đấy một phát trinh nhìn rồi cái tia là biết nóng tính rồi. Cái giọng đó. Cái giọng ghê gớm. Đánh đá có. Thế có. Có mắng chồng không? Có ghen kinh hoàng không? Lại không ghen. Nhưng mà nó đấm ra món nếu mà thấy rõ ràng thì sẽ nghe. Nhưng mà có lớn tiếng với chồng mà chắc có mắng chồng không? Dạ. Thấy là chắc. Là em đánh đá là nghe là tất cả mọi thứ là với người ngoài. Mọi người ngoài là thôi. Không được làm. Ơi, thì làm với chồng với con thì cũng ra trò đấy. Thôi bây giờ phải cụ thể đi. Dạ. Cụ thể đi. Ví dụ như nóng tính này. Nóng tính là như thế nào? Đánh đá này. À, ghê gớm. Ừ. Ừ. Sao? Ví dụ như đánh đá thì có chuyện gì vậy? Ừ. Ngoài bắt nạt động người nào? Có kêu không? À, kêu si có em lấy tiền mà có mắng em không? À vợ em không, mấy cái khoản đấy vợ em rất là khó. Chú Lão Hải hay kể với chị là Lão hay bị mắng lắm mà chị nghĩ là Lão điêu bởi vì tiền toàn Lão cầm. Lão cứ dây dỉ lên. Ừ, lúc nào gặp chị cũng than. Em ơi, cũng than về cô. Tinh thần không gặp là cứ nó vứt, ơ lụ, ơ lụ, vứt đâu. Tao nhớ mày lắm mù vứt ạ. Mày đang ở đâu rồi? Đấy, đấy em mới nhắn đi em bảo tại thầy hôm nay em mới phải lên đây em quay. Lát nữa phạt 5 lon, 5 năm Trường Sơn, tối nay luôn. 5 năm Trường Sơn ở nhà cô. Là cái quán á. Là quán á. Nhà ăn. Rồi, để tôi lên nha. Tuần sau tôi lên. Rồi, bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, thì em cũng muốn vợ em thay đổi bớt nóng tính ạ. Ừ. Khi dạy con dạy cái, bớt nóng tính lại để đỡ con đã nghiệp chuyện hơn. Rồi, rồi tới Hà Phương đấy. Mình là đứa trai đứa gái cơ. Dạ, một trai. Thế đứa nào thân với mẹ hơn? Trai hay à? Cái đứa em được con nhất. Thân với mẹ. Dạ vâng. Thế là em có hay nói chuyện á, em tâm sự với các bạn. Rồi bây giờ tới em đi. Anh ấy có tật xấu gì không? Hay hiền quá. Thực ra chồng em rất là hiền lành. Chồng em hầu như là ai gặp người ta cũng rất quý. Tính thì tốt tính thôi. Còn như em thì cũng sẽ có người quý, có người ghét. Vì là tính thì cũng rất là tốt tính, nhưng mà tại vì cái mỏ nó cái nó hơi hốn đây. Mỏ hốn? Dạ mỏ hơi hốn đây, thẳng tính quá. Có người ghét, có người thương, còn chồng em hầu như ai cũng thương. Em rồi bây giờ không có tật xấu gì à? Chồng em là cái mà cái tật xấu của anh cũng không phải là tật xấu, là cái mà anh chỉ có một cái tật là anh ấy mê bóng đá quá thôi. Nhưng mà thực ra cái mê bóng đá của anh thì nó cũng không phải là xấu. Nhưng mà có khi nào mà coi như là mê đá bóng đá mà bỏ vợ rồi bỏ con mê trong em là bỏ công việc luôn. Trong em là bỏ vợ được nhé, bỏ vợ được nhé, bỏ công việc được, nhưng bỏ bóng đá là không được nữa. Anh cứ chiều nào đều răm rắp bác ba lô lên như cả học sinh đi học vậy đó anh. Ngày nào cũng mưa nắng cũng vậy. Vợ nhờ cái gì có thể nhiều khi còn khó, nhưng mà tới giờ là bóng là không cần phải ai nhá, ta phải đi. Cứ ta phải lo cho ta. Trước cái giờ đấy rồi. Một lần đá thì bây giờ bao nhiêu tiếng buồn chồn. Ta phải đi nữa. Có nhiều cái là một trận, hai trận tùy theo. Chồng em giống như là ai gọi thì đi, thế là anh là dễ dãi lắm.